Xin chào, tôi tên là Lưu Gia Huy, tôi sinh năm 1992 và tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Khó tính, khùng và vui tính. Tại Huy đang gia được nghề mẫu được 2 năm rồi. Lòng, nếu không làm mẫu mình sẽ làm một nhân viên kinh doanh. Tất cả. Theo mình thì phẫu thuật thẩm mỹ rất là tốt vì cái đó làm cho mọi người tự tin hơn. Mình nghĩ cái câu chuyện gà nấu ăn thì có thể là châu chút về vẻ bề ngoài quá nhưng mà không có được cái tiềm thức bên trong thì dĩ nhiên là đẹp rồi. Thứ hai thì sẽ là có nhiều cái lợi thế hơn trong công việc, thí dụ hoạt động hàng ngày. Thứ ba nữa là cái gì đó chạy nhanh hơn thì mình vẫn sẽ hòa đồng và nói chuyện vui vẻ với họ thôi. Tại nạn xã hội hiện nay, siêu nhân là một cái gì đó người ta trong suy nghĩ ra một cái hư cấu thôi, thì cái điều đó không có thật. Còn siêu mẫu thì điều đó là hiện thực. Và u xe út khờ út khúc khúc mình sẽ chiến thắng trong cuộc thi này. Không khí có thể là áo ba lỗ chăng, thì nếu như mà nghĩa đen thì đương nhiên cũng đã nó rơi đầu thì đau hơn, còn mọi người bóng thì nghĩ chắc quay chân.